Đây là một câu chuyện mà người ta cho là có thật vào thời giải phóng. Thời đó, cái thời giao thông bắt đầu phát triển tuyến đường Sài Gòn-Nha Trang, chỉ có duy nhất một chiếc xe và một bác tài quen thuộc. Như thường ngày, bác tài trên chiếc xe đó vẫn chạy chở khách. Trên xe đa phần là những người đi buôn hàng. Đến một đoạn đường ngọ thuộc Cà Ná, Ninh Thuận, xe đột nhiên đi lạch bạch, tắt máy. Do đường vắng nên bác tài dừng lại chờ người đến sửa. Mọi người trên xe bàng hoàng nhưng cũng thông cảm. Vì mệt quá nên bác tài xuống xe và dựa vào một tảng đá ngủ thiếp đi. Giờ có một giấc mơ lạ hiện đến và thoảng bên tai tiếng nói: "Đặt ta ở đây được rồi." Giật mình dậy, bác tài liền ngờ quặt về giấc mơ, liền hỏi các hành khách trên xe ai có mang theo bùa ngải hay gì liên quan đến tâm linh thì hãy để ý đến giấc mơ ông ta kể. Lát sau có một người phụ nữ chợt òa khóc, phát hiện ra người phụ nữ đó trên tay bế một đứa trẻ sơ sinh nhưng đứa trẻ đã mất rồi. Bà mẹ biết từ trước nhưng chỉ lén sụt sùi trên xe, cũng không rõ nguyên nhân vì sao đứa bé mất. Bác tài khuyên người mẹ đặt đứa bé về an táng tại đây. Hành khách trên xe thương cảm nói với tài xế gán chạy đến thị xã rồi cho bà mẹ xuống lo an táng cho bé. Tuy vậy xe cứ cà rụt cà tan không nhích được thêm chút nào. Hành khách thấy thế lo lắng, mặt khác trên xe có những người đi buôn sợ dễ hèn. Họ kêu bà mẹ đặt đứa trẻ tạm đây rồi xuống thị xã mua đồ lên an táng cho bé. Đành vậy, bà đã đặt đứa trẻ trên một tảng đá cao bên đường và theo xe xuống thị xã. Sau khi mua đồ cúng kiến xong, bà đón xe lên lại, bàng hoàng trước mắt khi thân thể con mình đã tan ra và dính chặt trên phiến đá. Quá đau buồn, bà khóc thét xót thương nức nở. Cho đến chiều, công nhân làm đường đã phụ bà chất thêm đá và thạch tán cúng kiến đứa trẻ tại nơi đó. Câu chuyện đau lòng ấy được truyền tay nhau những người từng đi ngang qua đoạn đường này cho đến ngày nay. Nhưng ngay sau hôm đó, những xe qua lại biết sự việc nên thường xuyên ghé lại thắp nhang cầu bình an đi được. Mọi người đã cùng lập miếu thờ để tiện việc cúng bái. Ngày nay chính quyền địa phương đã cho di dời mộ lên cao như hiện tại và lập thành miếu thờ lớn hơn, người ta gọi là miếu thần đồng. Kể từ đó nhiều người có dịp chạy ngang qua nơi đó, nhất là theo lời những dân xe tải thì thường có một bóng đứa nhỏ vẫy tay hỏi những chuyến xe tải chạy qua có mẹ cháu ở trên đó không. Tôi không gõ về những câu chuyện nhỏ người đi đường kể về bóng đứa trẻ ấy, nhưng tôi tin câu chuyện của tôi kể cho các bạn nghe về chuyến xe ấy, về miếu thờ này là có thật.